Hello, chào các bạn. Mình đang đứng ở trước cái nhà thờ tên là Goto After Redemption. Địa chỉ là 208 First Street Avenue Northwest, West Bend, tiểu bang Iowa, 50597. Cái nhà thờ này rất là đẹp các bạn ơi. Các bạn nhìn cái rất là đặc biệt luôn. Họ xây cái này, không biết nhà thờ này có từ năm bao nhiêu con ha. Con mở cái lịch sử lên coi. Nhà thờ này mình không biết xây dựng từ năm nào nữa, mình phải coi lại cái lịch sử. Quá đẹp phải không các bạn? Xây toàn là bằng đá phải không? Toàn những đá mà đã nhỏ phải không? Ta lát nó lên. Ở nhà thờ này nằm ở một cái thao nhỏ các bạn. Từ mà chỗ nhà con mình ở mà đi tới đây là phải 2 tiếng mấy? 2 tiếng rưỡi hả? 2 tiếng rưỡi đó các bạn. Để đi lại gần coi cái đá. Các bạn thấy nè, đá mà làm sao nhìn nó giống như gỗ vậy kìa ha, đá mà nhìn giống như gỗ đá là những cái mảnh đá mà con giống như sà cừ ha, cái này giống như sà cừ giống như sà cừ á, đẹp quá chừng á. Những cái viên đá hồng cũng đẹp ghê nè. Họ ghép lại xây thành cái hàng rào. 1912. Nhà thờ này được xây dựng từ 1912 nữa đó các bạn. Rất là lâu hả? Dạ. Quá đẹp. Các bạn thấy không? Toàn là những cái... Từ người cha đó nè. Hả? Từ người cha bị bệnh thở không được đó. Uh-huh. Rồi sau đó... cha mới mới làm cái này. Cha muốn làm cái này chứ cha mất. Đây á là nhà thờ này được dựng nên đó là bởi một vị linh mục. Mà trước khi vị linh mục đó mất á thì cha muốn xây dựng cái nhà thờ này. Trước khi mà cha mất đó các bạn. Wow, đẹp quá. Bạn thấy nhiều cái đá nhỏ nhỏ mà ghép lại nè. Nhìn đẹp ghê luôn nè. Từ ở dưới mà đi lên tới trên đồi canh phê cây thánh giá chắc là cao lắm à. Chúa Giêsu. Các bạn thấy không? Đúng là kỳ công á. Phải nói là một kỳ công. Đây là tượng của thiên thần. Thiên thần truyền tin. Bên dưới là hang đá.
Bên dưới là hang đá Chúa Giêsu được sanh ra trong hang đá đó các bạn. Thánh cả Giuse, Đức Mẹ và Thiên Thần quỳ thờ lại. Trên là có tượng là Thiên Thần truyền tin. Quá đẹp phải không các bạn? Bên kia là nhà, là nhà nguyện. Ở bên đó là cái office mà người ta bán đồ gift đó các bạn, bán những cái mặt hàng kỷ niệm đó, đồ kỷ với những cái kỷ vật đó để cho mình mua về để làm kỷ niệm. Thiết kế ngôi thánh đường này rất là đặc biệt, phải nói là một kỳ công. Thánh cả Giuse, bé Chúa Giêsu. Đây là nhà thờ này các bạn. Đây là ngôi thánh đường. Đây là tượng Thánh cả Giuse, bé Chúa Giêsu. Tượng rất là cao mà lớn nữa. Và dưới chân đó là cũng được tạc bằng những viên đá này các bạn. Viên đá đủ màu đẹp ghê luôn. Thánh đường đẹp quá, nằm trong một cái thao nhỏ rất là yên tĩnh. Các bạn thấy quá trời những cái viên đá đủ màu sắc hết à, mà tạo thành một cái mô hình đẹp như thế này. Đúng là một kỳ công phải không các bạn?
đẹp quá. Hai bên này là người ta thiết kế là đàn thánh giá đó các bạn. 14 đàn thánh giá mà Chúa Giêsu đã đi qua. Chúa Giêsu phải phát thánh giá đó đi qua. Là có cái chuyện trong đóng vòng như vậy. Đây là người ta thiết kế là 14 đàn thánh giá các bạn. Khu vực mà những cái viên đá đủ màu sắc như thế này á, là họ thiết kế là 14 đàn thánh giá, rồi hang đá mà Chúa Giêsu sanh ra, rồi đồi Can Vê khi mà Chúa chịu chết. Mỗi một cái khung đá như thế này thì người ta có tạc ảnh mà Chúa Giêsu phải phát thánh giá, là quân dữ đang mà đánh đập Chúa này. Các bạn thấy đó, trên mỗi đàn thánh giá là họ có khắc hình đấy, hình Đức Mẹ nữa. Chúa Giêsu phải phát thánh giá này. Nơi này là nơi Chúa Giêsu vác thánh giá mà Chúa ngã xuống. Thánh giá cuộc khổ nạn của Chúa đã chịu chết cho loài người ta. Bạn thấy viên đá đủ màu, màu hồng nhạt, màu trắng, rồi màu cái màu này nó hơi xám xám, trắng trắng, đủ màu hết các bạn ơi. Đúng là một kỳ công. Các bạn thấy không? Viên đá nhỏ 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 mà người ta ráp vào hết. Ráp và dính vào với nhau như vậy. Những cái viên này, viên đá này như vậy nè.
những chặng đường thánh giá mà Chúa Giêsu phải trải qua. Ở trên cao kia là đồi Canvê này, nơi Chúa Giêsu trên núi sọ, Chúa Giêsu phải chịu, Chúa Giêsu phải chịu đóng đanh trên núi sọ đó các bạn. Trên đó có khi mà đỡ xác Chúa Giêsu xuống thì có Đức Mẹ đang ôm xác Chúa Giêsu. Đây, cây hoa thì cái cây lớn mà có hoa nhiều ghê. Phía ngoài này có hồ nước rất là đẹp này các bạn. Bên cũng có tượng thiên thần nữa này. Không phải. Tượng ông Adam, tổ phụ Adam. Anh Adam và bà Eva. Đây là bà tượng bà Eva. Và đây là tượng của ông Adam. Ở trong vườn địa đàng. Ngoài này có cái hồ nước rất là mát. Các bạn thấy ngoài này có hồ nước rất là mát và đẹp. Nước nó phun lên rất là đẹp không các bạn? Cái khu công viên này rất là mát mẻ và yên tĩnh. Ngoài cũng có những cái bàn ăn để cho mình có thể ngồi ăn uống. Nơi đây yên tĩnh để cho mình cầu nguyện.
trên tường cao kia là tượng Chúa Giêsu. Một vòng của cái khu công viên ở nhà thờ này à, các bạn thấy đẹp không các bạn? Các bạn có đồng ý với mình đây là một kỳ công không các bạn? Rất là đẹp luôn. À, thôi tới đây thì mình xin dừng ở đây nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tới. Các bạn đừng quên bấm nút share, like và đăng ký cho mình nha.